Chúng ta giúp đỡ người khác vì thấy người khác đau khổ như chính mình đau khổ. Cảm giác này xuất phát từ tâm. Khi chúng ta lạnh, chúng ta lập tức kiếm chăn mền, khăn quấn âm hoặc nón đội. Khi người khác lạnh, chúng ta cũng cảm nhận được. Dù chúng ta đang nằm, ngủ êm ấm, nghĩ đến những người bị lạnh, chúng ta cũng ngủ không yên. Việc đầu tiên ngày hôm sau là mau mau cố gắng giúp đỡ họ. Khi sư phụ giúp đỡ người khác, phần nhiều là vì sư phụ ngủ không được. Nên đây cũng như tự giúp cho mình, vì nếu không giúp họ thì chính sư phụ sẽ đau khổ. Vì muốn giảm bớt sự đau khổ cho mình, sư phụ phải giúp đỡ cho họ càng nhanh càng tốt. Khi làm xong nhanh chóng thì sư phụ cũng vui. Đây chính là sự giúp đỡ một cách tự nhiên. Một khi chúng ta thật sự muốn Thượng Đế, Ngài sẽ cho. Nhưng nếu chúng ta chỉ muốn vật chất, đôi khi Ngài cho, đôi khi Ngài không cho, vấn đề là vậy. Ở Ấn Độ có một câu chuyện về một ông vua muốn ban hết tài sản của mình cho thần dân. Ông bày mọi báu vật của ông chung quanh rồi bảo mọi người đến lấy bất cứ món gì họ thích. Người ta lấy kim cương, vàng, châu báu, vân vân. Và những món đồ như vậy. Rồi mọi người sung sướng đi ra về. Chỉ có một cô gái không muốn gì cả. Cô ta chỉ đi thẳng đến nhà vua và hỏi: Ngài cũng làm một món quà ư? Thiếp chỉ muốn món quà này. Đương nhiên nhà vua rất ngạc nhiên và sung sướng là có người chỉ muốn ông vì ông thôi, chứ không phải vì tặng vật của ông. Dĩ nhiên nhà vua cưới cô gái. Và rồi tất cả đều thuộc về cô ta, phải không? Có một câu chuyện khác để chứng minh điều này. Câu chuyện về Shiva, thần Shiva. Shiva là một trong những vị minh sư quá khứ. Ngài được xem là thần hủy diệt. Thật ra, Ngài hủy diệt lực lượng xấu, chứ không hủy diệt người. Một số người hiểu lầm, họ lo rằng Ngài hủy diệt họ, nên cứ luôn luôn hối lộ Ngài với đủ loại trái cây và bánh kẹo. Không phải như vậy. Trong quá khứ, Ngài nhập định ở Hy Mã Lạp Sơn, Ngài không bao giờ xuất thiền, không bao giờ có gì lay động được Ngài. Đó là truyền thuyết từ Ấn Độ, tôi không biết có thật không. Tôi chỉ nói cho quý vị biết về lực lượng của Thượng Đế. Ngài luôn luôn thiền, trên Hy Mã Lạp Sơn nhập định rất sâu, hoàn toàn bất động. Nhưng vài vị thần trên trời sợ Ngài không có vợ, thì Ngài sẽ không có thế hệ nối tiếp hạt giống thánh thiện hoặc đại khái như vậy. Cho nên họ rất lo, bởi vì Ngài quá thánh thiện và họ muốn có thêm một thế hệ như vậy. Do đó, họ gửi đến một nàng tiên tuyệt đẹp, tên nàng là Parvati. Nàng tiên đẹp tuyệt trần với bóc dáng yêu kiều của nàng đủ làm cho mọi đàn ông ngã gục trên chiến trường. Nhưng nàng không thể nào lay động được Ngài. Cô cố gắng hết sức nhảy múa quanh Ngài hoặc làm đủ kiểu, nhưng Ngài vẫn không xuất định. Cuối cùng, cô ta quá chán nản, nên cô ta đi về phía núi bên kia, một ngọn núi khác, khá xa, chọn một rãnh núi và cô ta ngồi đó thiền. Cô nói tất cả đều vô nghĩa, ta quán tưởng Thượng Đế, rồi được giải thoát và đạt phúc lợi đời đời. Như vậy tốt hơn là theo đuổi một người đàn ông trơ như đá, không tình cảm, không gì cả. Ta xinh đẹp như vậy mà ông ta không rung động. Cô chán chường, giận dữ và bực tức, nên đi đến một ngọn núi khác. Tôi quên tên của núi đó rồi. À, Kailash. Thế là cô ta đi đến núi Kailash, một ngọn núi nổi tiếng và linh thiêng nhất. Núi rất cao và cũng có một hồ nước rất xinh đẹp gần đó. Hồ này tên là Mansarua. Cô ở đó và tọa thiền. Sau một thời gian, cô đạt được một trạng thái hỷ lạc. Bỗng nhiên, vị thần Shiva trong thiền định, Ngài cảm thấy có điều gì lay động Ngài. Có một năng lực nữ tính rất mạnh mẽ, có hơi quấy rầy Ngài.
không phải quấy rầy nhưng cũng quấy rầy khiến ngài cảm thấy rất thích và có chút phấn khởi. Cho nên ngài mở mắt thứ ba để nhìn và nói: "Chao ơi, có một người đẹp ở đằng kia." Thế là chuyện tình bắt đầu. Quý vị biết phần kết rồi, đó là lực lượng của thiền định, lực lượng của Thượng Đế. Nó thậm chí làm rung động vị thần, nó làm cho vị đạo sĩ khổ hạnh nhất cũng dao động. Nếu quý vị muốn lấy chồng, đây có thể là lời khuyên tốt. Thật ra, khi không muốn nữa, mình lại được. Parvati đã cố gắng hết sức để quyến rũ ngài, nhưng không thành công vì cô ta làm với ngã chấp, với lực lượng giới hạn của sự chiếm hữu và suy nghĩ phàm phu. Nhưng khi cô trở nên thánh thiện, sự thu hút của cô trở thành khác. Tại sao? Bởi vì từ trường của ngài rất thánh thiện, tiêu chuẩn của ngài rất cao. Nếu cô ta dùng từ trường và năng lực phàm phu để lôi kéo ngài, làm sao ngài xuống được? Ít nhất là phải tương đồng mới thu hút được đối phương chứ. Thật sự là vậy. Nhiều người không có sức hút trước kia, bỗng nhiên sau khi tâm ấn và thiền định một thời gian, họ bắt đầu thu hút người khác, không nhất thiết về thể chất, chỉ thu hút người khác. Người ta rất yêu mến họ và chỉ muốn được gần bên họ. Đó là do chấn động lực, do từ trường Thượng Đế thương yêu của quý vị không thể che giấu. Nó sẽ tỏa ra và thu hút người khác như năm châm, bởi vì tự tánh trong họ cũng giống như Thượng Đế. Vì thế họ cảm thấy thu hút bởi quý vị giống như người ta cảm thấy thu hút bởi các minh sư. Nhưng đó không phải là cái nạn, đó chỉ là tự tánh bị thu hút thôi, bởi tự tánh cao hơn. Sau một thời gian, họ nhận thức rằng cả hai đều là một. Vì thế, đâu có ai ở đó để mang cái nạn, ai ở đó nương tựa vào ai. Đây thực sự cũng là câu trả lời cho câu hỏi về minh sư, tôn giáo và cái nạn. Hãy chọn lối sống cho mình. Khi tôi nói hồn, không nhất thiết là mấy con ma. Ở đâu cũng có những phần tử xấu và phần tử tốt. Nếu chúng ta tự tịnh hóa chính mình và trở thành tốt, năng lực của chúng ta tốt, thì chúng ta sẽ thu hút thêm nhiều năng lực tốt, thành phần khẳng định, và chúng sẽ bao quanh chúng ta khắp mọi nơi. Nếu chúng ta xấu, đen tối, chúng ta sẽ thu hút thành phần đen tối nhiều hơn ở xung quanh. Quý vị có biết những phần tử đen tối này từ đâu tới không? Và những phần tử tốt từ đâu tới không? Từ xã hội loài người. Khi con người nghĩ xấu, họ tạo nên những phần tử đen tối, năng lực hắc ám và nguy hiểm thay. Nếu chúng ta đen tối và bị những phần tử đen tối này ảnh hưởng, thì chúng ta nói rằng mình bị vong hồn xấu nhập vào. Nếu chúng ta sạch sẽ, trong sáng và chúng ta nâng tư tưởng và tâm hồn mình lên một đẳng cấp cao thượng, thì chúng ta sẽ thu hút thêm nhiều năng lượng cao thượng, thêm nhiều phần tử cao thượng từ nhóm người có tư tưởng cao thượng, tao nhã và xinh đẹp. Chúng ta sẽ thu hút phẩm chất đó. Bởi vì tất cả những gì chúng ta nghĩ, những gì chúng ta nói đều phát ra năng lượng. Năng lượng này ở quanh quẩn trong không khí, rồi không ai thuộc về nhóm đó sẽ bắt trúng những cái đó. Cho nên, đối với những người nghiện rượu, nhiều khi nó là như vậy, hay là những người đánh bạc, nghiện cờ bạc, họ bị như vậy, nhưng đừng trách vong hồn. Phải tự trách mình, chúng ta phải chọn. Vì vậy tôi mới nói hãy chọn lối sống cho mình. Phải chọn hết sức mình, nếu không sẽ bị yếu đuối và rồi tất cả những năng lực xấu sẽ áp chế quý vị, rồi quý vị đứng dậy không nổi nữa. Một khi ngã xuống rồi rất khó đứng dậy. Đó là lý do đời sống của quý vị bắt đầu tốt đẹp hơn. Đó không phải là do tôi mà là do quý vị. Quý vị đã chọn lối sống tốt hơn, quý vị chọn đi ngoài nắng nên mới thấy ánh mặt trời. Nếu quý vị chọn ở trong phòng tối thì sẽ thấy bóng tối. Tất cả đều là do quý vị, tôi không làm gì cả. Có một lần, lúc sư phụ còn ở Hồng Kông, có một anh đồng tu tới nói với sư phụ rằng anh đã thọ pháp lâu rồi,
nhưng không có cảm nhận được từ trường của sư phụ. Ngược lại, người bạn luyện khí công của anh chỉ mới nhìn thấy sách của sư phụ là đã nhận được cảm ứng. Khi bạn ấy thấy bức hình lớn của sư phụ thì say sưa trong từ trường bất khả tư nghị của ngài. Vì đồng tu này, xin sư phụ chỉ dạy. Sao người thọ pháp rồi không cảm nhận được mãnh liệt như người chưa thọ pháp? Sư phụ trả lời bằng một thí dụ rất linh động. Nếu như anh có một người vợ đẹp, tối ngày gần gũi bên nhau lâu rồi, thì cả đời quen rồi, tê tái rồi, không còn cảm giác đặc biệt mãnh liệt như xưa nữa. Nhưng người bạn từ phương xa đến sẽ rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của vợ anh và rất có thể nói với sự kinh ngạc: "Ồ, vợ anh đẹp quá." Vì người này lần đầu tiên gặp vợ anh, đương nhiên cảm thấy cô rất đẹp. Sau này, người bạn của vị đồng tu cũng thọ pháp và đến tham dự thiền thất tại Đài Loan. Ngày hôm đầu tiên, anh cảm nhận được từ trường sư phụ rất mạnh. Đó là lần đầu tiên vị này thấy được nhục thân sư phụ. Anh nói từ trường từ nhục thân sư phụ còn mạnh gấp đôi so với từ trường của pháp tướng lớn. Theo kinh nghiệm của anh, pháp tướng của sư phụ càng lớn thì từ trường và sức gia trì cũng càng lớn. Ngày thứ hai của thiền thất, anh không còn cảm giác rõ từ trường của sư phụ nữa, và cảm giác này giảm dần dần như không còn nữa trong những ngày kế tiếp. Đó là bởi vì anh ta đã thích ứng với từ trường của sư phụ, và sức chấn động của anh cũng đã được sư phụ tịnh hóa. Qua một lát, khứu giác sẽ quen với mùi thơm, bởi nó sẽ tự động điều chỉnh, rồi chúng ta không còn ngửi thấy mùi thơm nữa. Nhưng trên thực tế, mùi thơm vẫn có đó. Tại sao Chúa Giêsu để bạo lực xảy ra trên thân thể của Ngài khi Ngài qua đời? Ý là tại sao Giêsu để họ giết Ngài, phải không? Bởi vì đó là thiên ý, Thượng Đế chỉ thị Chúa Giêsu phải chịu khổ cách này để rửa sạch tội lỗi của các đệ tử của Ngài, những người nương náu vào Chúa Giêsu vào thời đó, để họ có thể được rửa sạch tội tổ tông và họ có thể về nhà của Thượng Đế. Không phải chỉ Chúa Giêsu, bất cứ minh sư nào do Thượng Đế gửi đến đều phải chịu đau đớn vì tội lỗi của bất cứ ai Ngài nhận làm đệ tử. Nếu quý vị đọc tiểu sử của nhiều vị thánh và nhiều minh sư, tất cả đều chết thê thảm hoặc gánh chịu nhiều sự khủng bố và đau đớn suốt cả cuộc đời họ. Không có vị thánh nào không chịu đau khổ. Do đó, đôi khi chúng ta tin rằng đau khổ sẽ giúp chúng ta gần Thượng Đế hơn. Nhưng chỉ đau khổ thôi sẽ không làm cho chúng ta tới gần Thượng Đế hơn, trừ khi chúng ta đã ở bên trong Thượng Đế rồi, đã câu thông với Ngài, và Ngài khiến chúng ta chịu khổ vì lợi ích của người khác hoặc vì lợi ích của chúng ta. Nếu đau khổ khiến chúng ta gần với Thượng Đế hơn, thì tất cả những người ở địa ngục đã về nhà với Thượng Đế rồi. Con người ở địa ngục trở về với Thượng Đế lập tức vì họ đau khổ hơn chúng ta nhiều. Sự đau khổ qua thánh ý thì khác. Nhiều người cũng bị đóng đinh trên thập tự giá trước Chúa Giêsu và sau Chúa, nhưng họ không đến với Thượng Đế qua cách đó. Khi chúng ta câu thông với Thượng Đế và mọi đau khổ, mọi sung sướng đều là thiên ý, bất cứ gì cũng sẽ đưa mình đến với Thượng Đế, ngay cả hạnh phúc. Quý vị đã tìm đúng chỗ. Babaji nói rằng Ngài sẽ ở lại trong nhục thể vĩnh viễn. Con đọc trong sách của Yogananda thì Ngài hứa Ngài sẽ ở lại nhục thể vĩnh viễn ở tinh cầu này. Cái đó đúng, đúng. Và họ nói rằng Ngài có thể thị hiện bất cứ nơi nào ở tinh cầu trong nhục thể và săn sóc cho con người bằng cách đó. Chắc chắn rồi, bất cứ minh sư khai ngộ nào, đại khai ngộ đều làm vậy được. Ngay cả những minh sư đã qua đời, họ vẫn có thể thị hiện ở địa cầu, nhưng họ không thể hướng dẫn quý vị về phương diện vật chất. Có một vị thầy có thể hướng dẫn cho mình cả về thể xác lẫn tâm linh thì luôn luôn là tốt hơn.
luôn luôn an toàn hơn, đúng ra là phải như vậy. Bởi vì chúng ta có thể xác, tôi không thấy gì tốt hơn là đời sống của quý vị, số phận của quý vị. Và đừng có ảo tưởng nhiều về Hy Mã Lạp Sơn, về vị minh sư khai ngộ chỗ nào khác. Quý vị có ngay đây nè, sư phụ chỉ vào mắt trí huệ của ngài, và tôi hứa quý vị đó là tốt nhất. Cái ở ngay đây rất tốt, tốt nhất, quý vị đã tìm đúng chỗ. Bám vào đó thì quý vị sẽ được tất cả những gì quý vị muốn, rồi sẽ thấy rằng mình không muốn gì nhiều. Đó là tốt nhất, đó là điều ước tốt nhất. Trời ơi, tại vì tôi biết, cái này bí mật giữa chúng ta thôi, nhưng chị hai mắc cỡ quá. Trước khi chào đời, tôi biết rất nhiều người sẽ khó tìm được minh sư bất cứ nơi đâu vì họ không có nhiều may mắn, họ không may mắn như vậy. Cho nên tôi đã xung phong mang nó đến cho quý vị. Rất khó cho tôi nói về chính mình, vì đó là minh sư chứ không phải là con người bằng da bằng thịt này mà tôi muốn nói. Tôi luôn sợ quý vị nghĩ tôi muốn ca ngợi con người này, thân thể này của tôi, nó là vô nghĩa. Nó tốt, nó là công cụ tốt, nhưng đó không phải là cái tôi muốn nói. Cái đó khó hiểu, rất dễ cho người ta lộn xộn rồi hiểu lầm. Dù thân thể này hiện giờ là minh sư đang ở bên trong, nhưng thân thể không thôi thì không là gì cả, quý vị hiểu không? Người công dân của thân thể đó không là ai cả, cho nên đó không phải là người mà chúng ta đang ca ngợi. Tuy vậy tôi cũng mắc cỡ. Một đằng tôi hiểu, một đằng cách diễn tả của trần gian khó quá. Bởi vì con người cũng có khuynh hướng tôn sùng người chứa lực lượng minh sư đó. Cho nên nếu mình không cẩn thận, họ sẽ chấp vào đó. Quý vị hiểu không? Chỉ cần nhớ rằng lực lượng minh sư có thể sinh ra bất cứ nơi đâu, lúc nào, thời đại nào. Không cần có định kiến gì về nơi một minh sư chào đời, thuộc dòng dõi nào, hoặc như thế nào, bao lâu, hoặc nhận được pháp mạch ở đâu, hay là tại sao nhận được. Minh sư không cần nhận cái gì cả, đó chỉ là đường lối của thế giới này, luật lệ phải được tôn trọng, chỉ vậy thôi. Chúa Giê-xu không phải là đệ tử của John the Baptist, nhưng Ngài để vị đó sửa tội và vẫn gọi vị đó là sư phụ. Cũng được thôi, không sao cả, nhưng nếu người ta chấp vào John the Baptist là họ lầm. Hiểu không? Hãy luôn đặt người khác trước mình rồi chúng ta sẽ biết mình phải làm gì. Đừng luôn yêu cầu tôi gia trì quý vị, và cũng đừng yêu cầu Thượng Đế luôn gia trì quý vị. Đừng luôn cầu thiên đàng gia trì cho quý vị. Chúng ta phải tạo thiên đàng để gia trì cho người khác. Thiên đàng là điều chúng ta tạo ra, nếu không thì ở đâu cũng chỉ là địa ngục cả, thật vậy. Ở thế giới này dễ tu hành và cải thiện hơn, bởi vì có người đau khổ, có thú vật đau khổ, có hoàn cảnh đau khổ, có những hoàn cảnh không hoàn hảo làm động lòng từ bi của mình, sẽ đánh thức tâm bác ái của mình, rồi chúng ta có thể mang nó ra, cải thiện nó, giúp đỡ thai nhân. Đó là cách chúng ta tạo thiên đàng. Đó là cách chúng ta nói là thiên đàng sẽ ngự nơi thế gian. Trong Thánh Kinh có lời cầu nguyện rằng Thánh Thiện là danh Ngài ở thiên đàng cũng như trên thế gian. Vậy thì chúng ta phải mang điều đó đến thế gian. Chúng ta ở đây để làm điều đó. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình là con của Thượng Đế thì phải mang tình thương của Thượng Đế đến đây. Chúng ta phải tạo thiên đàng ở đây. Chúng ta làm vậy dĩ nhiên lúc cần thiết và thật sự khẩn cấp, hoặc chúng ta có thể cầu: xin giúp con trong việc thiền định hôm nay, hoặc giúp cho việc đó được thuận lợi. Dĩ nhiên chúng ta có thể cầu như vậy, nhưng đừng luôn luôn như vậy. Đừng luôn vì mình, cũng phải vì người khác nữa, phải như vậy, nếu không chúng ta không đi đến đâu với sự tu hành. Chúng ta phải nghĩ đến đầu kia, không phải đầu bên này. Thí dụ khi quý vị chuyện trò trên điện thoại, quý vị có nói cho mình nghe không? Hay quý vị nói để đầu dây bên kia nghe quý vị? Đầu nào ai nghe? Đầu bên kia, đúng không?
khi nói chuyện với bạn. Quý vị nói lớn, nói rõ ràng để bạn quý vị ở đầu bên kia điện thoại có thể nghe được quý vị, đúng không? Quý vị phải để ý xem mình có thể nào để họ hiểu mình. Quý vị nói để họ có thể nghe quý vị thì cũng vậy. Chúng ta phải nghĩ đến người khác, đến đầu bên kia. Luôn luôn lưu tâm đến đầu bên kia. Nếu mọi người trên địa cầu lưu tâm đến phía bên kia thì chúng ta sẽ không bao giờ có nạn đói, sẽ không bao giờ có chiến tranh, chúng ta không bao giờ có thể giết hại ai. Một vài bộ quần áo vậy là đủ, một hai bữa ăn, một ít súp như quý vị có ở đây. Chỉ bấy nhiêu thôi và một mái che trên đầu nếu có. Nếu không quý vị có liều, mọi thứ đều rất đơn giản ngày nay. Trong nhà tôi dĩ nhiên mỗi nhà có đặt sẵn một lò nướng với rất nhiều thứ như vậy, nhưng tôi chỉ thỉnh thoảng dùng nó để nấu cho truyền hình vô thượng sư vì nó đã sẵn có ở đó rồi. Ở Hồng Kông, tôi nướng hàng trăm cái bánh cho đồng tu Hồng Kông với mấy lò nướng nhỏ như vậy thôi. Nếu muốn làm bánh, quý vị cũng phải nhồi bột và nắn thành hình. Nhưng khi hai khay bánh đang nướng trong lò rồi, quý vị làm bánh mới. Và khi bánh nướng xong, quý vị mang ra để ngoài cho nguội, rồi quý vị để bánh mới lên khay và để khay bánh vào lò. Sau đó, quý vị làm bánh mới, như vậy rất là hoàn hảo. Mình thật sự không cần nhiều thứ. Khi về nhà, hãy suy nghĩ về những gì quý vị thật sự cần. Quý vị có thể xây một nhà bếp nhỏ trong vườn, nấu trong thiên nhiên rất thích. Tất cả đều trong suốt. Tôi dùng miếng ni lông trong suốt này giống như kính, nhưng bằng nhựa acrylic, là ni lông trong suốt thôi. Bên trên thì trong suốt, mọi vách đều trong suốt như vậy. Mặc dù nhà bếp nhỏ, tôi không cảm thấy chật chội. Chung quanh tôi là cây cỏ, chỉ rải một ít sỏi trên đó và đặt một miếng nhựa ni lông cứng lên, rồi quý vị có thể lau chùi rất dễ. Quý vị lau chùi nhà bếp đó trong tích tắc xong. Có một nông phu kia mỗi ngày đi vô tỉnh bán hoa và rau trái. Sau khi bán xong, anh ta trở về nhà. Một hôm, anh rời nhà rất sớm, sớm đến nỗi khi anh đến nơi, cổng thành vẫn còn đóng. Thế là anh nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy, anh thấy thúng đựng rau của anh trống không, ngoại trừ một đồng tiền vàng trong đó. Cho dù đồ đạc trong thúng rất mất hết, nhưng đồng tiền vàng giá trị còn nhiều hơn thế nữa. Cho nên anh sung sướng lắm, nghĩ là có lẽ một người nào đó đã lấy hết hàng hóa của anh rồi để tiền lại. Anh về nhà với đồng tiền vàng trong lòng vô cùng sung sướng. Ngày hôm sau, anh nông dân một lần nữa đem đồ đi bán, nhưng anh lại cũng đi sớm và ngủ ngoài cổng thành như ngày hôm trước. Chuyện lại xảy ra y như vậy. Thời đó, vàng rất quý giá, một đồng vàng giá trị gấp mấy lần số rau của anh. Sau một thời gian, một ngày nọ, người cha của người nông dân hỏi anh, dạo này con lấy tiền vàng ở đâu mà nhiều vậy? Số tiền này ở đâu ra? Anh nông phu tiết lộ những gì xảy ra cho cha nghe. Sau khi nghe chuyện, người cha thầm nghĩ, bữa nào ta đi theo nó, xem ai là người đã dùng những thứ này, rồi bỏ tiền vào thúng. Rồi một hôm, khi anh nông dân ra ngoài lo chuyện buôn bán thì người cha âm thầm theo sau. Trong khi anh nông dân đang ngủ ở gần cổng thành, người cha trông thấy một con rắn bò vào thúng, ăn đồ của anh. Ăn xong, con rắn một lần nữa nhả một đồng tiền vàng vào trong thúng để trả tiền cho người nông dân rồi đi. Thấy thế, người cha thầm nghĩ, nếu ta giết con rắn đó, ta sẽ lấy được tất cả tiền vàng của nó. Nghĩ xong, ông nhặt một cục đá, cắt con rắn ra làm đôi. Lúc đó, đầu và thân con rắn đã đi vào trong ổ, chỉ có cái đuôi lòi ra. Người cha nghĩ trong ổ chắc là có một kho tàng lớn, nên ông bảo con trai thò tay vô lấy. Nhưng không may, khi người con vừa bỏ tay vào, thì bị con rắn cắn chết. Bị cắt ra làm đôi, nhưng con rắn vẫn còn cắn được. Tôi hiểu tại sao điều này có thể xảy ra, bởi vì hồi nhỏ tôi cũng bị cắn như vậy.
Lúc đó tôi thấy một con rết bị người ta đập dẹp. Chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn, tôi tưởng nó chết, muốn xem thử có đúng không. Tôi lấy chân đụng vô nó, bị nó cắn một cái đau điên, tôi khóc 3 ngày. Khờ quá là khờ. Nhớ nhé, đừng có chơi với rết. Dù quý vị thấy nó chết, nhiều khi nó giả bộ chết thôi, chứ không phải chết thật. Có lẽ trường hợp con rắn trong chuyện này cũng vậy, cái đầu chưa chết nên nó cắn anh nông dân chết. Thấy con bị giết như vậy, người cha khóc lóc thảm thương bên cạnh xác con và hỏi con rắn rằng: "Rắn ơi, sao mi giết con ta? Sao mi cắn con ta chết như vậy?" Thay vì trả lời thì rắn hỏi ngược lại: "Sao ông dùng đá cắt đứt lưng tôi? Tôi đâu có hận thù gì giữa chúng ta. Tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu đối với ông mà cũng chưa bao giờ làm hại ông điều gì. Giá mà lúc nãy ông kiên nhẫn chờ tôi một chút thì tôi đã cho ông cả kho tàng ở đây. Nếu tôi giết ông thay vì con ông thì ông sẽ không đau khổ nhiều như vậy. Tôi giết con ông để ông phải sống trong đau đớn suốt đời còn lại." Con rắn này khôn độc, thay vì cắn người muốn giết nó thì nó lại cắn con trai người đó để người cha suốt đời đau khổ. Trong thời gian tu hành, những xích mích va chạm với người thân đôi khi cũng khó tránh. Chúng ta ai cũng bị mấy chuyện này. Hãy ráng hết sức chịu đựng, giải thích cho họ nghe. Bỏ họ qua một bên, xa họ, lờ đi hoặc ráng thân thiện với họ. Được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, phải hành động tùy theo hoàn cảnh. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, tôi không để thể cho quý vị một thí dụ rõ ràng. Phải dùng trí huệ để đối phó với vấn đề, làm sao cho kết quả mỹ mãn càng tốt. Nhưng đừng có nhượng bộ quá đáng rồi phải hy sinh sự tiến bộ tu hành. Có một lần Đức Phật đi khất thực, nhưng một người đàn ông giàu có đuổi Đức Phật đi và mắng ngài. Đức Phật nói: "Ông là một vị Phật rất vô minh. Ông kết hôn với mẹ của mình và ông ăn thịt cha của ông, vậy mà còn đứng đó la tôi." Người chủ nhà rất bối rối không hiểu, liền xin được giải thích. Thế nên Đức Phật nói với ông: "Người vợ của ông hiện giờ là mẹ của ông trong tiền kiếp. Chú heo mà ông đang ăn là cha của ông trong kiếp trước, và chú chó là bà nội của ông trước kia. Thế mà ông đá chú chó, ăn thịt cha và ngủ với mẹ mình, vậy thì ông nghĩ sao?" Khi Phật nói thế, bất chợt người chủ nhà nhận ra đó là sự thật. Ông ăn năn sám hối và sau đó theo Đức Phật. Cho nên chúng ta không bao giờ biết ai là ai. Nhưng tốt hơn là chúng ta không nhận ra hay không biết gì nhiều về tiền kiếp, bởi vì thật sự đó chỉ là năng lực còn sót lại, không phải cùng một thân thể. Lực lượng của từ trường còn sót lại, năng lực của dục vọng và những nguyện ước chưa hoàn thành trong tiền kiếp của người đó còn sót lại trong một thân thể khác. Cho nên thật ra đó là mẹ của chúng ta, nhưng cũng không phải. Quý vị hiểu ý tôi không? Bởi vì khi bà tái sinh, bà đã hòa lẫn với một loại năng lượng khác. Còn thứ gì đó còn sót lại, nhưng đó là một thứ mới. Và thân thể cũng khác nữa. Cho nên đừng làm phức tạp cuộc sống bằng cách xen vào quá khứ hoặc tương lai. Hãy để tự nhiên hiện tại mình có gì, tức là mình có cái đó. Chỉ vì quý vị nhận biết thiên đàng bên trong quý vị hay thiên đàng ở sẵn nơi đây, bất cứ lúc nào, thời điểm duy nhất mà chúng ta không thể nghiệm được thiên đàng là khi chúng ta tập trung vào những gì khác không phải là thiên đàng. Chẳng hạn như người láng giềng đang làm gì hay những điều phủ định chung quanh chúng ta, dĩ nhiên chúng ta sẽ có khuynh hướng chú ý đến những chuyện này, trừ khi chúng ta có một trong những đẳng cấp mà chúng ta không thể nhận biết gì hết. Sẽ có lúc mà một số đồng tu sẽ chỉ thể nghiệm thiên đàng và không gì khác. Bằng không, thiên đàng là đây rồi, đối với chúng ta đây là thiên đàng. Mỗi khi chúng ta vui sướng, mỗi khi chúng ta ở cùng Thượng Đế, chúng ta cảm thấy thoải mái, hạnh phúc quá. Và chúng ta không hiểu tại sao người khác lại không vui.
Mới đây con có đến một hội trường ở Hy Lạp. Hội trường đó trước đây là lò sát sinh. Con bắt đầu có cảm giác khó chịu và thấy một vài hình ảnh sợ hãi, kinh hoàng mà con không hiểu tại sao. Sau đó con hỏi về lịch sử của hội trường này thì họ nói trước kia đây là lò sát sinh. Thế con mới biết tại sao mình thấy những hình ảnh đó và cảm giác đó. Con cảm nhận nỗi đau đớn, hoảng sợ. Nên con bắt đầu niệm hồng danh và thực sự khóc thương cho họ và con thấy hóa thân của sư phụ ở đó. Con cảm nhận là linh hồn họ được giải thoát. Trước kia họ bị nhốt trong đau đớn, thống khổ. Nhờ niệm tin năm vị và cầu nguyện mà họ được giải thoát. Con biết ơn và họ cũng biết ơn. Ồ, tôi cảm ơn cô đã ở đó. Cô mang tình thương và sự gia trì đến cho họ. Tôi đã nói rồi, nếu quý vị tinh tấn tu pháp Quán Âm này và thành tâm, thì bất cứ quý vị đi đâu, sự hiện diện của quý vị sẽ mang đến rất nhiều sự gia trì và tất cả chúng sinh sẽ biết ơn quý vị chứ không phải chỉ niệm năm đời thôi. Quý vị là đại biểu của thiên đàng, quý vị có thể tự mình thấy được bởi vì quý vị có thể nghiệm đó và quý vị biết như vậy, nhưng một số người không biết. Dù biết hay không, quý vị vẫn là đại diện cho lực gia trì vĩ đại này sau khi tâm ấn. Quý vị đi đâu, con người, các chúng sinh sẽ cảm nhận được sự gia trì từ quý vị, cảm nhận tình thương bao quý vị và sẽ được giải thoát nhờ vào sự tu hành thành tâm của quý vị. Khi làm một công cụ tốt, quý vị sẽ giải thoát vô số chúng sinh mà chính quý vị cũng không biết, hoặc là biết đi nữa. Điều này tùy vào sự hiểu biết tâm linh của quý vị rõ ràng tới mức nào. Biết hay không biết, quý vị vẫn gia trì như thường. Không phải kiêu hãnh, mà hãnh diện là mình mang sự gia trì, an bình và tình thương. Bất cứ đi tới đâu, quý vị thật sự vĩ đại. Tôi đã nói rồi, tôi dạy quý vị tìm thấy con người vĩ đại của mình. Có thể quý vị không biết, hoặc có thể quý vị biết, nhưng quý vị vẫn vĩ đại tuyệt vời. Thượng Đế thương yêu chúng ta, nếu chúng ta muốn thương mình, chỉ có một cách trước hết. Hãy học để biết chúng ta thật sự là ai. Người mà chúng ta không thể thương bây giờ không phải là người thật của chúng ta. Người chúng ta tạo ra lỗi lầm, người thích uống cà phê, người thích lái xe nhanh, người dòm ngó vợ người hàng xóm không phải là chân ngã của chúng ta. Chân ngã của chúng ta lộng lẫy, vẻ vang đầy lực lượng, thương yêu, từ bi, đồng nhất thể với vũ trụ và Thượng Đế. Do đó, chỉ khi nào chúng ta biết được chân ngã, lúc đó chúng ta mới có thể yêu thương chính mình. Quý vị thương tôi bởi vì Thượng Đế ngự trong tôi và quý vị có thể cảm nhận được điều đó. Quý vị có thể cảm nhận được Ngài xuyên qua thân thể vật chất này, do đó mà quý vị thương yêu tôi, quý vị không thương mến tôi vì cái thân thể vật chất nhỏ bé này. Có một cách để ngưng lối suy nghĩ này là đi thẳng vào để thấy Thượng Đế. Lúc ấy quý vị sẽ biết Thượng Đế là quý vị và quý vị là con cái của Ngài. Quý vị là một phần của Ngài, đồng nhất thể với Ngài, giống như giọt nước trong đại dương. Giọt nước trong đại dương cũng chính là đại dương. Mỗi khi chúng ta nhớ đến Thượng Đế, mỗi lần nhắc đến thánh danh của Ngài, là chúng ta được gia tăng sự thanh khiết, thánh thiện và sức gia trì. Và bất cứ ai có cùng tần số, cùng trình độ với chúng ta, đều được hợp nhất với chúng ta ngay lúc đó. Rồi chúng ta cộng thêm lực lượng này vào lực lượng khẳng định để tịnh hóa thế giới và khiến cho địa cầu càng ngày càng tươi đẹp. Và để giúp những người có cùng một ý nghĩa với chúng ta thêm sức mạnh, giúp những người đến giao cảm với tư tưởng của chúng ta, tiếp xúc với chúng ta có thêm lực lượng, nâng cao tâm thức của họ. Đó là cách tốt nhất để giúp thế giới này. Lẽ dĩ nhiên giúp thế giới tức là giúp chính bản thân mình, bởi vì chúng ta cũng sống trong thế giới đó, bầu không khí càng trong sạch, càng lợi ích cho chính chúng ta, không phải chỉ lợi ích cho những người xung quanh mà thôi. Cho nên giúp người là giúp mình. Do đó, lúc nào chúng ta cũng nên tạo ra một tư tưởng thật tinh khiết, một tình thương vô điều kiện và chủ ý tốt, luôn luôn là vậy.
mà không đòi hỏi bất cứ sự báo đáp nào, đó là phương cách tốt đẹp nhất. Dù chúng ta chưa đạt tới đẳng cấp thánh thiện hay vĩ đại như Phật Bồ Tát, ít ra chúng ta cũng có giữ cho mình được trong sạch và không bị ảnh hưởng bởi lực lượng phủ định xung quanh chúng ta. Vì trong thế giới này, có nhiều người không thực hành những điều tốt và không tin tưởng vào Thượng Đế, nên họ thường phát ra những tư tưởng xấu và họ khiến cho môi trường xung quanh bị ô nhiễm bởi thân, khẩu, ý của họ. Đầu thai vào thế giới loài vật dễ hơn, đầu thai vào thế giới loài người thì khó. Quý vị cần phải có phẩm chất con người, quý vị phải có đủ phẩm chất con người, quý vị phải có duyên với bố mẹ, với xã hội, với những người xung quanh mà quý vị sinh ra, khó lắm. Thành thử Đức Phật mới nói, có con rùa mù, mỗi 100.000 năm mới có một lần ngôi lên mặt nước biển. Lúc đó có một khúc gỗ cũng đang trôi qua chỗ đó, và trong khúc gỗ đó có một cái lỗ, và con rùa mù này vô tình để cái đầu nó vào trong cái lỗ đó, làm thân người hiếm như vậy đó. Thời nay lại còn hiếm hơn nữa, người ta dùng thuốc ngừa thai đủ thứ này nọ. Đời người có rất nhiều lựa chọn, nếu mình không lựa chọn tốt thì uổng lắm. Có những người dù họ là thánh thiện cao cả, nhưng có lẽ họ không tạo những phước báo của con người, cho nên họ không có đủ sự lựa chọn, họ phải sinh ra làm loài vật. Muốn làm gì họ cũng phải làm với thân thể đó, nên còn khó hơn nữa. Làm người chúng ta có bộ óc, có bàn tay, chúng ta có thể làm đủ thứ dụng cụ, chúng ta có thể phát minh nhiều đồ vật làm cho đời sống dễ chịu, giúp những người khác hay giúp thú vật, nhưng thường thì chúng ta không chọn làm như vậy. Con người trước khi xuống trần ai cũng hứa, tôi sẽ sống con đường Thượng Đế, tôi sẽ sống con đường tình thương, tôi sẽ sửa lỗi trong tiền kiếp, tôi sẽ không làm vậy nữa, chắc chắn không làm, tôi sẽ làm ngược lại. Tôi sẽ làm tốt, tôi sẽ rộng lượng, sẽ tử tế, tôi sẽ từ bi, hỷ xả, tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ làm anh hùng của người và thú, tôi sẽ hy sinh tính mạng cho người, thiếu thốn, kẻ yếu đuối, nhỏ bé, ngay cả loài vật. Nhưng khi họ xuống đây quên hết, rồi họ lại bị tấn công bởi nghiệp lực từ tiền kiếp, cùng với định nghiệp của kiếp này. Định nghiệp kiếp này là cái mà họ mang theo khi sinh ra đời. Họ phải lấy một ít nghiệp chướng để sinh ra, đó là cái giá họ phải trả để làm người. Họ phải tranh đấu để làm người tốt. Không dễ dàng cho họ đâu, không phải là họ sinh ra đời cái gì cũng có tiền bạc, có đủ nghị lực, có lòng từ bi bất biến, luôn luôn làm điều tốt, lúc nào cũng có thể dễ dàng buông bỏ đồng tiền, không phải vậy đâu. Họ phải trả một giá, đó là tranh đấu với những trở ngại mà khi họ sinh ra đời, với những cái mà họ đã làm trong kiếp trước trở lại với họ. Phải trả một giá, đó là tranh đấu với những trở ngại mà họ có khi sinh ra đời, với những cái mà họ đã làm trong kiếp trước để mà làm ngược lại. Nhiều người thất bại thê thảm và rồi họ phải trở lại nữa, hứa nữa, nhưng lần này gặp nhiều gấp đôi. Nghiệp quả của kiếp trước và kiếp này sẽ trở lại với họ trong đời sống vị lai. Càng ngày sẽ càng khó hơn, quý vị thấy con người thật là tội nghiệp. Nếu họ không có người hướng đạo chỉ đường cho họ, nhắc nhở họ, ủng hộ họ về tinh thần, thể xác và tâm linh. Đoàn thể, những người thánh thiện cũng có mục đích, cũng có lý tưởng thì họ sẽ thất bại thê thảm. Bởi vậy, nhiều người tới nghe chị Hai thuyết pháp rồi thọ tâm ấn nữa, vậy mà vẫn bỏ, không làm nổi. Nếu họ không trở lại cộng tu, không giữ lòng tin, không bám vào chúng ta, bám vào nhau, ủng hộ nhau thì họ sẽ yếu. Họ cũng sẽ rớt, sẽ đầu hàng trước sức mạnh, nghiệp chướng của đầu óc, rất là khó. Khi chúng ta thiền hay tưởng nhớ đến Thượng Đế, tư tưởng của chúng ta rất thánh thiện, thanh tịnh và vô tư. Vì vậy chúng ta không tạo điều gì xấu, chỉ có chấn động lực thánh thiện và lực gia trì mà thôi. Và khi những lực lượng gia trì này phát ra chung quanh,
chúng ta và trong môi trường sống của chúng ta thì nó sẽ được nâng cao. Và nhờ đó những người khác, những thánh thiện và tu hành ở chung quanh chúng ta sẽ phát sanh cùng một tư tưởng, lực gia trì và lực lượng như chúng ta. Và vì đồng thanh tương ứng, những lực lượng này sẽ kết hợp lại với nhau, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ, có thể đánh bại những ma chướng, những ảnh hưởng phủ định trên thế giới này. Và đó là cách thế giới sẽ được thanh lọc và càng ngày càng phát triển. Lẽ dĩ nhiên, khi ra ngoài thuyết pháp, chúng ta sẽ gieo một số chấn động lực cao vào trong đầu những người khác và nâng tâm thức họ lên cao trong chốc lát, hay có thể mãi mãi, hay có thể lâu dài. Và khi những người này ra về, họ sẽ mang theo chấn động lực này với họ và nuôi dưỡng họ. Họ trở nên an ổn trong từ trường thánh thiện đó, và họ cũng trở nên thánh thiện, thanh khiết và vững vàng. Nhưng phải cần một người có lực lượng rất lớn mới làm được điều này. Nếu không, chúng ta sẽ không ảnh hưởng được ai mà còn bị người khác ảnh hưởng. Bởi vì quần chúng số đông người, nghĩa là nhiều đầu óc hợp lại, trong khi chúng ta chỉ có một. Nếu chúng ta không có đủ lực lượng để bao qua tất cả đầu óc đó, họ sẽ nhấn chìm chúng ta và chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng ta không cần làm điều đó. Chúng ta có thể chỉ ngồi trong một góc phòng yên lặng của mình và gửi ra những tư tưởng tốt, chấn động lượng tốt, lực lượng gia trì mạnh mẽ của mình đến thế giới và đến toàn vũ trụ rộng lớn. Vì thế, chúng ta phải luôn niệm các hồng danh của Thượng Đế mà đã được lực lượng của Minh Sư gia trì vào lúc truyền tâm ấn. Đó được gọi là huyết thống tâm linh hay là pháp mạch. Nếu không có pháp mạch hay huyết thống tâm linh này, chúng ta chỉ lặp đi lặp lại danh hiệu đó một cách trống rỗng mà không có lực lượng gì. Cũng giống như sở hữu vật chất. Một người không có tiền thì không thể cho người khác tiền, dù người đó có ký một tấm ngân phiếu, thì chúng chỉ là một tấm ngân phiếu trống rỗng. Không có sự hỗ trợ, không có trưng mục trong ngân hàng để hỗ trợ tấm ngân phiếu đó. Tương tự vậy, một người trống rỗng về tâm linh thì không thể cho người khác lực lượng tâm linh nào cả, không thể nào sống dậy lực lượng tâm linh của người khác. Lực lượng tâm linh tuy là vô hình nhưng hiện hữu. Lực lượng này phải hiện hữu để một vị thánh nhân, một vị minh sư có thể khơi dậy bên trong con người lực lượng tâm linh của chính họ. Họ đều biết hết. Nếu không, họ không thể bỗng nhiên đứng đó và tự đốt lửa lên được. Mặc dù lửa là từ gỗ, nhưng cũng cần phải có một thứ gì đó, hoặc cần phải có một thanh gỗ khác đang cháy để đốt lên, hoặc để làm cho ngọn lửa bên trong nó phát triển. Cũng vậy, vị minh sư là người đã phát triển lực lượng tâm linh của chính ngài và có thể ảnh hưởng hàng ngàn hàng triệu người toàn thế giới và toàn vũ trụ. Vị minh sư lực lượng càng lớn thì tầm ảnh hưởng càng rộng lớn. Và điều này chúng ta có thể biết được khi tiếp xúc với vị minh sư đó. Chúng ta cảm thấy rất an ổn khi ngồi bên cạnh một vị minh sư. Nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài với người khác, những người có tư tưởng xấu hoặc rất hung bạo, chúng ta cảm thấy bất an và sợ hãi. Đó là sự ảnh hưởng vô hình từ nội tâm mà chúng ta không thể nói được, nhưng cảm nhận được. Cho nên chúng ta cố gắng sống theo tiêu chuẩn của vị minh sư. Cho nên chúng ta thiền, chúng ta cố gắng tịnh hóa tư tưởng của mình. Tư tưởng tốt nhất là vô tư tưởng. Cho nên nếu chúng ta niệm hồng danh của Thượng Đế, như vậy là đủ rồi. Đó là tư tưởng tốt lành nhất, rất trung dung, rất thánh thiện và lực lượng rất lớn. Cho nên tư tưởng tốt nhất là chỉ nghĩ tới Thượng Đế, vì ngài là đấng tối cao, đấng toàn năng. Điều đó có nghĩa là ngay lúc đó chúng ta hàng thuận theo ý chỉ của Thượng Đế. Hãy để Thượng Đế điều hành vũ trụ và chúng ta sẽ được nhẹ nhõm. Nếu chúng ta quá thoải mái, lòng từ bi sẽ không dễ dàng phát triển, trí huệ sẽ không dễ khai mở và chúng ta sẽ mất công đức. Khi tôi còn ở Đài Nam, có một đồng tu làm chủ một thương hiệu chế biến thực phẩm. Công ty của ông ấy đặt chế thực phẩm đóng hộp, nhưng không còn nữa. Lúc đó, ông ấy gặp khó khăn trong việc tìm công nhân cho công ty.
Tôi hỏi tại sao thì ông ấy nói rằng nhân công phải nhúng đôi tay trong nước suốt ngày. Cho nên khi quý vị ăn thực phẩm đóng hộp, có bao nhiêu mồ hôi, nước mắt dính trong đó. Các công nhân làm việc hầu như suốt ngày, 10 tiếng hay thậm chí lâu hơn. Doanh nghiệp thực phẩm đóng hộp chỉ là một ví dụ. Trong thời đại chúng ta, đời sống quá tiện nghi, mỗi ngày chúng ta mở thực phẩm đóng hộp. Mở tủ lạnh ra là có nhiều thứ có sẵn để ăn, chúng ta ăn. Thức ăn hết rất nhanh, chúng ta không nghĩ đến công sức và sự đau khổ của chúng sinh. Họ không được trả lương thỏa đáng để sản xuất thực phẩm, mà còn phải chịu khổ rất nhiều, thỉnh thoảng khi ăn. Tôi khóc khi nghĩ đến bao nhiêu người phải khổ nhọc để làm ra thực phẩm. Đôi khi chúng ta phải sống giản dị hơn, tốt nhất là đừng ăn những thực phẩm đóng hộp. Đòi hỏi rất nhiều công sức hoặc thực phẩm, đòi hỏi quá trình chế biến phức tạp, có rất nhiều nghiệp chướng. Đó là lý do sau khi ăn quý vị cảm thấy rất mệt mỏi. Vì thế, trừ khi quý vị thật sự đói, hãy ăn ít lại, rồi quý vị sẽ cảm thấy khỏe hơn. Nếu không, hầu như lúc nào chúng ta cũng cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn. Ngay cả khi ăn thực phẩm thuần chay, chúng ta cũng phải cẩn thận. Cho nên đời sống chúng ta càng đơn giản càng tốt. Vì nếu sống đơn giản, chúng ta sẽ không tiêu xài quá nhiều tiền. Nếu không tiêu xài quá nhiều, chúng ta sẽ không phải làm việc quá nhiều. Nếu không phải làm việc quá nhiều, chúng ta sẽ có nhiều thời giờ hơn để thiền. Chúng ta thiền càng lâu, càng tiến bộ nhanh, càng tiến bộ, chúng ta càng có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Chúng ta càng phí phạm, nghiệp chướng càng nặng, vì người ta phải làm việc vô cùng cực nhọc để trồng trọt hay sản xuất với mồ hôi và nước mắt. Nếu chúng ta phí phạm quá nhiều, vượt quá phước báo của mình thì chúng ta phải trả cho phần vượt quá đó, cho nghiệp quả, công sức và sự đau khổ của người khác. Khi ăn thực phẩm quá phức tạp hoặc chế biến quá nhiều, quý vị sẽ không cảm thấy thoải mái khi thiền định ngày hôm đó. Không cần phải đợi đến khi quý vị phạm giới hay ăn thịt. Chỉ qua việc ăn thực phẩm chế biến quá nhiều hay những thực phẩm đòi hỏi nhiều công sức chuẩn bị, chúng ta cũng bị cản trở. Vì người ta rất mệt mỏi khi làm việc, từ trường, phẫn uất của họ đi vào trong thức ăn. Từ thời xưa, các vị minh sư đều khuyên chúng ta nên sống một cuộc đời giản dị, càng đơn giản càng tốt. Dĩ nhiên, tôi không có ý nói rằng quý vị chỉ ăn cơm gạo lứt với muối mỗi ngày. Ý tôi là, trong mọi khía cạnh, chúng ta phải cố gắng sống tiết kiệm và đơn giản càng nhiều càng tốt. Điều này tốt cho chúng ta, cho quốc gia và cho toàn thế giới. Những giá trị vô thường, kim cương, vàng ngọc hay bất cứ thứ gì, giá trị mà chúng có là cái giá trị mà chúng ta đặt cho chúng. Nhưng đó không phải là giá trị thật. Giả sử quý vị đang ở trong sa mạc, không có nước, lạc đà của quý vị sắp lương thực, vậy quý vị có ăn được kim cương không? Lúc đó kim cương đối với quý vị có giá trị gì không? Quý vị sẽ bị chết. Bên cạnh những viên kim cương, và kim cương không thể cử động, tuyệt đối không làm gì được cho quý vị cả. Quý vị thấy có người thương vợ, thương tới nỗi có thể chết được, có thể giết người cũng vì người đó. Nhưng đối với người hàng xóm thì cô ta không là gì cả. Dù cô ấy tới nhà, anh ta có thể sẽ đuổi đi. Anh ta sẽ hỏi cô tới đây làm gì. Anh ta không cảm thấy cô này có gì lôi cuốn cả, vì cô ta không có liên hệ gì với anh ta. Cô ta chỉ có nghiệp quả với người kia, với người mà có thể giết người vì cô. Nhưng vì sống ở đây nên chúng ta chấp nhận. Chúng ta chấp nhận, nhưng chúng ta phải biết để khỏi bị trói buộc vào những thứ tạm bợ và thực sự không có giá trị này. Chúng ta phải hiểu tận gốc tất cả những giá trị để chúng ta có thể sử dụng chúng nhưng không cảm thấy bị ràng buộc vào đó. Đó là vì sao chúng ta phải tu hành để có trí huệ. Chúng ta phải biết để giải thoát chính mình ra khỏi tất cả mọi thứ, thoát khỏi sự ràng buộc vật chất, thoát khỏi sự ràng buộc vào những đam mê, ngay cả sự ràng buộc của tình thương thế tục. Trước khi thọ tâm ấn, anh tu pháp phương tiện 2 năm. Nhưng trong lúc ngồi thiền, vì không tự làm chủ được, anh đã xoay giống như mấy người thầy tu trong đạo Sufi họ xoay. Câu hỏi là,
Anh nghe nói lý do có thể là chấn động của anh và sư phụ, hai cái khác nhau nhiều quá nên mới bị như vậy, thưa có đúng không? Không phải luôn như vậy. Câu hỏi kế là từ trường này lẽ ra ảnh hưởng tới linh hồn của anh thôi, tại sao nó ảnh hưởng nhiều tới thể xác của anh? Đôi khi thể xác mình chưa thanh tịnh đủ vì mình quen với ảnh hưởng của thế giới này. Không phải chỉ có anh ấy thôi, mà còn do nơi anh ấy ở, bối cảnh tâm linh, đức tin mà anh ta đã có trước khi tới, và có thể do thức ăn anh ta dùng từ trước đến giờ. Không phải mình muốn như vậy mà mình không biết. Cho nên dù ăn chay lâu rồi, 3 tháng, 2 tháng, linh thể của thân thể cũng chưa hoàn toàn thanh tịnh. Thành ra khi một từ trường khác mạnh hơn đến với từ trường bình thường của mình, nó tạo ra một chút chuyển động. Nhưng không có gì phải lo hết. Quý vị cứ tập trung ở đây, thân thể muốn làm gì thì để nó làm, đừng có để ý. Hoặc có thể kiếp trước anh ta là thầy tu đạo Sufi, bây giờ vẫn quen làm vậy, kệ nó cho vui. Thế tục mà, tập thể dục mà, có thể tập thể dục trong khi linh hồn hưởng thụ, không thành vấn đề. Đừng để ý tới vấn đề thân thể nhé. Khi nấu ăn, quý vị nên vui vẻ, thương yêu và niệm năm hồng danh. Nếu không tu pháp môn Quán Âm thì niệm Phật, Chúa hay Phật, bất cứ vị lãnh đạo tôn giáo nào hay câu chú nguyện nào của quý vị. Tốt hơn, chúng ta nên tránh tán ngẫu hoặc suy nghĩ vớ vẩn trong khi nấu ăn, để thức ăn có nhiều sức gia trị hơn. Sự trì niệm của quý vị sẽ đem lại sức gia trì, rồi khi người ta ăn thức ăn quý vị nấu, họ sẽ cảm thấy khỏe mạnh và vui vẻ hơn. Một số sư huynh sư tỷ của chúng con sau khi chuyển qua dùng thực phẩm hữu cơ thấy rất tốt hơn nhiều, họ cũng thiền tốt hơn. Con có thể cảm nhận sự khác biệt khi dùng những thức ăn rất tinh khiết. Con có thể ngồi yên dễ dàng hơn. Đôi khi con thấy khó chịu vì ăn những thực phẩm không tốt cho con. Đúng vậy, đôi khi tôi có thể xác nhận, nhiều khi đi máy bay tôi không ăn được gì cả. Đôi khi tôi cũng thử nhưng không thể ăn, tôi không cảm thấy muốn ăn, thức ăn thật trống rỗng. Trông thì giống thức ăn nhưng không phải, nên tôi chỉ ngủ hoặc thiền trong suốt chuyến bay hay không ăn gì cả. Hay đôi khi quý vị ăn nhà hàng, thức ăn nhìn rất hấp dẫn, mọi thứ thật ấn tượng, người bồi bàn rất lịch sự, hạng nhất, nhưng quý vị có cảm giác như mình chưa ăn gì. Quý vị không cảm thấy muốn ăn nhiều, và cho dù ăn rất nhiều, quý vị cảm thấy mắc công nhai, trong khi nhà bếp của chúng ta cũng vậy. Nếu những người làm bếp thích công việc của họ, làm việc một cách tận tụy với tình thương để cống hiến cho người khác thì thức ăn sẽ ngon hơn. Nếu đôi khi cũng cùng một người nấu nhưng nếu có tâm trạng khác, tôi cũng cảm thấy khác, dù đói tôi cũng không ăn được. Và đôi khi tôi chẳng đói chút nào nhưng thức ăn rất ngon, rồi tôi cảm thấy thích ăn hơn và ăn thêm. Đời sống, thời gian của chúng ta ở đây rất ngắn ngủi, chúng ta phải tận dụng thời gian này. Đừng đòi hỏi người khác phục vụ cho mình mà phải luôn hỏi làm thế nào để phục vụ cho người khác, và quý vị sẽ không bao giờ sai. Bên trong chúng ta dùng trí huệ, chấn động lực tốt, đức hạnh của mình để duy trì cho con người và môi trường xung quanh. Bên ngoài chúng ta dùng thời gian, sức khỏe tốt, trí thông minh, tài năng của mình để giúp bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào có thể được. Nếu làm vậy với tất cả tấm lòng, chúng ta sẽ luôn thấy mãn nguyện và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, và cảm thấy mình lúc nào cũng đầy đủ. Chúng ta sẽ phải làm những người tiên phong, những người lãnh đạo thế giới, không phải về mặt chính trị hay làm cách mạng, nhưng là về những tấm gương sáng chói của sự hy sinh và tình thương. Đó là cách chúng ta cứu thế giới, đó là cách chúng ta dẫn dắt thế giới vào một kỷ nguyên mới, vào tinh thần phụng sự và thương yêu lẫn nhau. Một danh tướng của lịch sử Anh Quốc, bá tước Wellington, có một cô con gái rất đẹp, con rể tương lai là một quân nhân. Có một lần, anh chàng rể tương lai, ông được phái ra chiến trường, anh ta lo lắng mình có thể sẽ không sống sót trở về, do đó anh đã đem những tài sản quý giá cá nhân, kể cả chiếc đồng hồ quả quýt, giao cho hôn thê trông nom, đồng thời còn thốt ra những câu từ biệt buồn bã.
Khi biết chuyện này, tướng Wellington nói với con yêu rằng chàng ta chắc chắn sẽ không bao giờ trở về nữa, bởi vì con rể tương lai của ông đã có ý niệm phủ định là mình sẽ chết trên chiến trường. Quả nhiên chẳng bao lâu, con rể của ông đã tử trận trên chiến trường. Đây là một chứng minh mạnh mẽ về sự ảnh hưởng của ý niệm. Thế giới ngày nay đầy dẫy tai ương, nên thân chỉ làm việc lợi ích cho đại chúng, không làm việc xấu. Khẩu chỉ nói chuyện đạo đức và khẳng định, không đàm luận chuyện thị phi. Ý chỉ nghĩ chuyện khẳng định, gạt bỏ những ý niệm phủ định. Làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt, như vậy mới có thể tịnh hóa môi trường sinh sống, chuyển phủ định thành khẳng định, hóa giữ thành lành. Con phải làm gì khi tức giận hay bị tổn thương? Làm thế nào để có thể ngăn chặn cảm giác này? Đừng ngăn chặn. Nếu có ai làm quý vị đau, dĩ nhiên quý vị cảm thấy đau. Quý vị đâu phải là cái bàn gỗ. Khi người ta khiêu khích quý vị một cách vô lý, hay quý vị nghĩ rằng họ khiêu khích quý vị, dĩ nhiên là quý vị sẽ tức giận. Như vậy không sao, nhưng chúng ta cũng phải hiểu bản chất của sự tức giận. Hầu hết không có tính cách xây dựng lắm. Nếu chúng ta phải tức giận thì giận cho xong. Đừng cố đè nén sự tức giận quá nhiều, quý vị sẽ bị bệnh phát điên. Hãy cứ giận và nói ra. Quý vị không cần phải mỉa mai hay làm đau lòng người khác khi nói chuyện. Hãy đưa ra ý kiến của quý vị và cho biết họ làm quý vị giận bởi vì lý do nào đó, và quý vị mong rằng trong tương lai sẽ không xảy ra nữa, bởi vì quý vị sẽ không chịu đựng được nữa. Chúng ta không cần phải sợ, nhưng đôi lúc chúng ta cũng phải cầu. Thượng Đế gia trì cho bà con anh em mình, biết đâu họ vẫn còn có thể được cứu vớt, và xin Thượng Đế mau mau giúp đỡ họ. Chúng ta không bao giờ có đủ thời giờ hết. Sư phụ hy vọng quý vị tin những gì sư phụ nói. Những gì có thể cứu được thì chúng ta cứu. Những gì bị hư hại thì đó sẽ là thiên ý. Thế giới của chúng ta đã trải qua rất nhiều biến cố, quý vị biết đó, nhiều sự thay đổi. Điều này không thể nào tránh được. Có khi chỉ bị phá hủy một phần nào đó và sẽ gây bất tiện cho rất nhiều người, hủy diệt rất nhiều sinh mạng và tài sản. Đây không phải là một điều mê tín. Và quý vị cũng phải cố gắng làm việc trong cộng đồng của quý vị, truyền bá phúc âm, nói với họ rằng chỉ có Thượng Đế mới cứu được họ. Thượng Đế cứu chúng ta không có nghĩa là Thượng Đế lúc nào cũng bảo vệ ngôi nhà hay thân thể của chúng ta, mà Ngài cứu chúng ta sau này, sau khi những vật chất vô thường không còn nữa. Đừng chỉ như thói quen đến rồi ngồi mà không thiền tốt. Giống như ăn hay ngủ vậy, sau một lúc thiền định có thể trở thành thói quen, và rồi quý vị nghĩ là nó chỉ có vậy thôi. Quý vị chỉ đến mà thậm chí không tập trung hay trân quý thời giờ của mình. Chỉ tu hành tốt ở bên trong thôi, và đừng lo lắng quá nhiều về những thứ bên ngoài nhé. Chúng ta từ Thượng Đế sinh ra, đồng nhất thể với Thượng Đế. Dĩ nhiên chúng ta đã luân hồi sinh tử bao nhiêu lần, bôn ba rồi đây mai đó, phân vân không biết mình là thuộc nội đạo hay là ngoại đạo. Nhưng thực ra chúng ta luôn luôn sống trong đạo. Chúng ta chưa bao giờ rời khỏi đạo. Thiên đàng hay địa ngục đều ở trong đạo, chẳng qua là đường đi xa một chút mà thôi, cũng giống như sóng biển. Những khi gió bão hoặc lòng đất chấn động mạnh, sóng biển dâng cao, nhưng thật ra sóng vẫn nối liền với biển, vẫn bồng bềnh trên mặt biển, vẫn hiện hữu trong biển. Rất có thể nó nghĩ rằng nó hay, nó không có gì quan hệ với nước, nhưng khi sóng buông mình xuống, nó sẽ trở lại với biển hay sông. Đây là điều rất hợp lý. Tất cả chỉ vì đầu óc chúng ta quá phức tạp, nghĩ rằng chúng ta tạo nên nghiệp chướng, rằng chúng ta tách rời khỏi Thượng Đế, rằng chúng ta là người tội lỗi, là kẻ thấp kém, rồi chúng ta quên mình mãi mãi ở cùng đấng tối cao. Sau khi chúng ta vãng sanh, nếu chúng ta không có khái niệm luân hồi, không có ý niệm tham lam, chúng ta sẽ bay bổng trong không gian, nhất định không còn luân hồi nữa. Chúng ta luân hồi là vì khái niệm đáng buồn cười của mình. Đầu óc cố chấp, cứ cố bám lấy những điều nó ham muốn, chỉ vì linh hồn và đầu óc liên kết với nhau, vì muốn thể nghiệm, đầu óc nói chúng ta chơi chưa xong, do đó cả hai mới cùng nhau trở lại. Nếu đầu óc đã học xong, linh hồn sẽ biết, nó sẽ không phải trở lại nữa.
Sư phụ thấy sáng sớm ngồi thiền là tốt nhất, rất dễ thấy cảnh giới, thấy ánh sáng, vì lúc đó chúng ta tỉnh táo hơn, đã ngủ đầy đủ. Sau khi ngủ vừa đủ mà còn muốn ngủ thêm tí nữa, lúc đó ngồi thiền là rất tốt. Dĩ nhiên, lúc đó cũng khó dậy nhất, như lúc chúng ta ăn chưa hoàn toàn no, vẫn còn muốn ăn thêm tí nữa, giờ phút đó thức dậy ngồi thiền là tốt nhất. Sau một đêm nghỉ ngơi, rất nhiều khó khăn, trở ngại, nghiệp chướng đều đã được rửa sạch. Những ảnh hưởng không tốt và những ấn tượng phủ định của ngày hôm trước đều đã được rửa sạch và quên hết. Nhân quả đã được trang trải trong giấc mơ, cho nên sáng sớm thức dậy rất tươi mới. Tuy nhiên, một số người phải đi làm ban đêm, ban ngày mới ngủ, tùy theo hoàn cảnh của quý vị. Nhưng khi thức dậy thì ngồi thiền ngay, nếu 7 giờ thức không được thì 9 giờ, nhưng cũng phải ngồi thiền một lúc. Nếu không, tâm trạng chúng ta sẽ không ổn định. Những gì tốt chúng ta coi là xấu, xấu thì cho là tốt. Chúng ta sẽ dễ bị ô nhiễm bởi nghiệp chướng của người ta và bị kéo xuống, đẳng cấp rớt rất nhanh, dù không rớt cũng rất khó tiến bộ, tâm tính không cởi mở được, và làm bất cứ việc gì cũng không thuận lợi cho lắm. Người ta có lỗi với mình cũng không dễ dàng bỏ qua, nghĩ gì cũng không thông suốt, cho nên thiền rất là quan trọng.